Thank you.
xem qua được 5 tổ hợp cái phần bài nhảy Zumba này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một cái video clip hướng dẫn chi tiết cùng với âm nhạc qua điệu nhảy Zumba này nha. Ok, hy vọng là quý vị và các bạn xem đến đây. Nếu thấy video clip hay và có đóng góp ý kiến thì hãy comment bên dưới video clip này. Đặc biệt hơn là nhớ đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật nhiều video clip mới trên kênh của mình nha. Rồi, cảm ơn và xin chào hẹn lại quý vị và các bạn vào những chương trình hướng dẫn nhảy hiện đại khác nha. We'll be right back.